Xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc tất cả đại gia đình Quang Lê trong trang fanpage này một buổi chiều chủ nhật thật là ấm áp. Xin kính chào tất cả. Chào anh Nguyễn nhé. Khen chào ca sĩ đẹp trai. Phải nói là lâu rồi mới có khen người khen mình đẹp trai á. Quang Lê đang uống một cái loại nước này, không phải là nước cà phê nhé. Ban đêm thì cũng hạn chế uống cà phê. Đây là nước đậu đen nhé. Không phải là đậu đen, đậu xanh lòng. Không biết có tốt không mà thấy người ta bảo uống tốt thì mình cứ uống thôi. Hello Phương Mỹ Chi, ba chào con. Từ hồi Tết đến giờ gần 6 tháng rồi con chưa ghé thăm ba. Nhưng mà ba thì không có la con. Chị Phi Nhung thì chị giận ai là chị răng đe rõ ràng. Hồ Văn Cường mà không biết nghe lời là chị Phi Nhung lại răng đe liền đó. Nhưng mà 6 tháng rồi con chưa thăm ba. Ba cũng không hề giận con nhé. Hello, xin chào mọi người. Hello Susan Thảo Trần. Hello Quang Lê, chúc nhiều sức khỏe from Canada. Hello Nguyễn Chinh Chiến. Ôi trời ơi. Hello, chào ca sĩ Trịnh Nam Phương nhé. Nói chung lại là từ Tết đến giờ Quang Lê không có nhận lịch đi hát gì cả. Tại vì là tình hình chung chứ không phải là Quang Lê muốn như thế. Tuy nhiên bây giờ thì để xem sao. Quản lý là có nhắc nhở Quang Lê là có nên làm một cái show ở phòng trà hay không. Nhưng mà cảm thấy là chưa sẵn sàng. Thôi đợi giãn cách ra một chút xíu nữa rồi làm. Quang Lê đang ấp ủ làm một cái live show rất là hoành tráng lệ tại Hà Nội. Và dĩ nhiên là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mình cộng hưởng những cái chung đó. Và chắc chắn khi mà để làm một live show thì nhà tài trợ là vai trò chính trong cái live show của một người ca sĩ. Cho nên Quang Lê vẫn đang ấp ủ thôi. Coi như là nhiều năm rồi Quang Lê cũng không làm cái live show nào cả. Nhưng mà thời gian gần đây thì Quang Lê cảm thấy mình sẵn sàng. Cái nhiệt đó đang trở lại rồi. Có một lúc thì Quang Lê chỉ muốn đi hát thôi, chứ nghĩ đến làm một live show là đuối lắm, không làm nổi. Nhưng mà cái nhiệt bắt đầu trở lại rồi. Hello, chào em Hồ Nhật Hào, một học trò rất là dễ thương của anh Quang Lê nhé. Các bạn nghĩ như thế nào nếu mà mời một người lên đây để cùng nói chuyện với Quang Lê? Ba mời con lên sóng nha Chi. Đây, con lên sóng với ba đi. Hello. Trời ơi. Con mới gọi đầu, tóc con hơi bụt xù. Con ai đem bỏ chùa này? A Di Đà Phật. Con thầy nuôi. Ba, con mới vừa thi IELTS. Con chưa có biết kết quả mà mấy nay con thi quá trời, lớp 12 học quá trời bộ. Con chào mọi người đi, mọi người đang xem con á. Xin chào mọi người. Nè, có chiếc đũa nè, chiếc đũa nè. Chú Vũ giờ mập hơn ba rồi. Thì đó, bây giờ chú Vũ là mập lắm luôn á, nhìn đi. Có chú giờ tôi còn có 62 ký à. Trời. Trời ơi, từ Tết đến giờ con không có thăm ba luôn á. Thiệt là con mới gì nói. Lớp 12 học rất nhiều. Con sắp thi tốt nghiệp nữa. Rồi mốt con lên đại học nữa. Giờ ba biết con học lớp mấy không? Lớp 12. Năm nay là năm cuối. Đúng rồi, bởi vậy việc học rất là nhiều luôn. Yeah. Mà con sắp đóng phim. Sao con sắp đóng tiền học à? Không, sắp đóng phim. Phim chiếu rạp á. Chúc mừng con. Vậy được rồi. Vai chính không? Vai chính á, cho nên là con phải đi workshop với lại đạo diễn nè, con phải đi tập những cái kỹ năng mà cần thiết cho phim mỗi buổi tối luôn, nên là con rồi con phải học bài nữa chứ không phải con không muốn qua thăm ba đâu. Thi xong chưa, gần xong chưa? Con thi mới vừa thi IELTS xong thì cuối tháng 4 con sẽ thi cuối kỳ 2. Xong rồi cuối tháng 6 con sẽ thi tốt nghiệp. Vậy sau đó là con sẽ vào đại học. Con sẽ là sinh viên. Con đã là 18 tuổi rồi. Đúng. Ôi con tôi đã 18 tuổi. Vậy là ba con mình biết nhau 8 năm rồi đó. Bây giờ trên sóng truyền hình ba hỏi nè, con có bạn trai chưa? Nhìn con như vậy đâu có bạn trai nổi đâu. Nay 18 tuổi rồi là coi như là tuổi trưởng thành rồi đó. Năm nào ba gặp con ba cũng hỏi hết á. Bây giờ ba hỏi nè, hồi xưa giờ là hỏi của mình con thôi, nhưng mà nay 18 tuổi rồi. Cho mọi người thắc mắc là con học trong trường rồi có đứa nào cua con không? Để cho ba biết cho ba vui.
nó cua mấy đứa bạn của con. Không lẽ con của ba ý sao? Khán giả đang muốn nghe con hát mà. Bây giờ đó hai cha con mình sẽ hát một bài hát mà vẫn khớp nha. Hát bài Sao Mưa Giông Sao? đi. Tặng mọi người nè. Hát coi như là thời đại 2.0, 5.0. Không cần ở bên nhau mà cũng hát được. Giờ ba hát trước á. Không, con hát trước bài Sao Mưa Giông là con vô trước. Nhớ mà phải bắt cao lên. Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ rủi mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà mưa dầm, mày còn không héo mấy mưa dầm, mày lại héo vậy chưa về. Cha ơi sao cha chưa về, nhà trên bếp dưới Đời còn tiếp luôn đó. Đời tân, với đời với nhau trong mỗi ngoài ngoài kia kia mưa mưa dầm, cha còn dầm cha còn dầm tàn cơn mưa. tàn cơn mưa Mẹ dầm, gần về chưa? mẹ gần về. Giống như hát đuổi vậy, nghe trên live giống như con hát cái xong ba hát hát đuổi á. Trời xa mưa giông cho mưa heo gió mèo cây cầu, cha bắc qua sông để mẹ về nước tuột nuột dây. Trời xa mưa giông thua buồn, con bái đứa đò cũng lạnh lùng, bỏ mặc dòng sông nên không có chuyến đò nào đưa. Con đang xài cái Facebook cá nhân đó hả? Dạ đúng rồi. Chỉ có Facebook cá nhân á thì mới nói chuyện trực tiếp vậy nè. Con cũng giỏi công nghệ quá ha. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật, ba hay là hẹn mọi người livestream rồi những người mà ái mộ thì ba sẽ mang họ lên sóng cho họ chia sẻ cảm xúc. Mọi người cũng muốn xem mà. Ba định là ba sẽ soạn một một vài bài hát. Trời ơi, 8 năm trời mà hát có hai bài song ca Sao Mưa Giông với Hình Bóng Quê Nhà, ba thấy nó làm sao á. Với con đường xem đi, con đường xem đi hát chưa có thu âm nữa. Ba nghĩ là sẽ làm những cái bài mới mới đi cho nó hay. Con kêu hoài ba đâu có chịu làm Nhưng mà đâu. bây giờ con 18 tuổi rồi hát mấy bài tình yêu thấy có ngại gì không trời? Nói kỳ lắm, Mà tại vì ai cũng biết con là cha con mà thì vậy kỳ lắm. mình là người sân khấu mình diễn thôi mà. Thí dụ một người con gái 20 Ví dụ tuổi hát một ca sĩ nam 40 tuổi thì bác thì cũng rất là bình thường. không thì bình thường, thì ví dụ con hát với chú Thái Châu á thì vẫn được, nhưng mà ý là tại vì con với ba quen như vậy rồi á, với lại là khán giả cũng quen. Không, để nghiên cứu thì con mai mốt con hát với ba bài nhạc tình yêu thì con phải già hơn chút xíu thì được. Thôi tự nhiên bắt con Thôi bạn vậy ba đợi con già chút rồi ba hát với con. già. Còn bây giờ đang trẻ thì hát mấy bài trẻ trẻ. Ba kiếm mấy anh trẻ trẻ ơi cho con hát chung. Ba nghĩ là trẻ thì chỉ có là Trung Quang nè, Hoài Lâm nè, hay là anh Ngọc Sơn nè, Ngọc Sơn Hoàng Ngọc Sơn 9X á. Anh Sơn như cái núi. Đó, Sơn Anh Sơn già 25 tuổi cũng được, Sơn 27, Sơn 27 thì con 18 cũng được. dạ Giờ có học bài gì không? Chiều nay có nấu ăn gì không? dạ con không biết nấu ăn, con thấy ba nấu ba chụp lên hoài giỏi quá vậy. Thật ra là ba đâu có nấu. Ba đăng vậy thôi đúng không? Ba chỉ trình bày lên để ba ăn thôi. Con coi bài hát mới của ba là ba mới phát hành chưa? Bài gì vậy ba? Những đồi hoa sim. Hình như cái bài đó bữa ba cho con nghe, cái con thích thích cái Chính chỗ mà tiếng trên mộ nàng đúng không? xác. Tôi nhớ Đúng không? luôn. Đúng không? Đúng Con đúng nhớ đúng. mà. Cái nốt thường là đến ngồi bên mộ nàng mà ba xuống luôn. Đến ngồi bên mộ nàng. Cái thích chỗ đó đúng không? Nghe cho nó u. Nghe âm u không? Đó, đó là bài Nghe Những Đồi âm Hoa u, Sim. nghe nghe mộ nghe Mới phát hành ngày hôm qua đó, con vô nghe đi. cục. Nha. Dạ để con vô nghe. Nghe rồi share ủng hộ cho Ok ba nha. rồi để con coi xong con xe. Ok con, bye bye con. Ngoan nha.
Bye bye mọi người. Bye bye con. Đó là con gái của Lê. Mọi người ơi, xem bài hát Những đồi hoa sim của Quang Lê chưa? Nếu mà chưa xem thì hãy xem nhé. Bây giờ để xem có mời ai lên đây nói vài câu không? Mời là phải nói nha, phải nghiêm túc. Bây giờ sẽ mời ai ta? Dạ vâng, em chào anh và chào tất cả mọi người. Thật sự anh rất lâu rồi, từ năm 2004 rồi và nghe rất nhiều nhạc của anh rồi. Em nghe anh từ 2004 là đúng là một người fan trung thành đó. Tại vì dạ 2001 là anh Lê bắt đầu đi hát rồi, 2003 là nổi tiếng, 2004 là em nghe là đến bây giờ luôn á. Bây giờ em vẫn theo rồi, vẫn đang theo và đăng ký và nghe và. Em là bảy mấy? 89 ạ. Ồ, 89 thì kém tuổi hơn anh nhiều rồi. Dạ vâng. Đầu tiên là nói chuyện với thần tượng của mình ấy, nên là hơi run một tí anh ạ. Không, em muốn hát gửi tặng một lời và một đoạn cho anh và cùng khán giả cùng nghe okay. Bài Về Đâu Mái Tóc Người Thương. Ok, em hát đi. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xoa tóc ngồi bên rèm. Em hát thế. Dạ bây giờ anh cảm ơn em, anh mời một người khác nhá. Dạ vâng, em chào anh ạ. Con lên mời một bạn khác nha. Hello. Dạ, em chào anh Lê ạ. Em chào tất cả mọi người. Anh Lê, không phải nhìn anh Lê như lần đầu tiên em được nói chuyện với anh Lê. Thì em cũng xem anh lâu lắm rồi mà nói chung theo thích nghe nhạc của anh nhiều hơn là thích nhất cái bài Về Đâu Mái Tóc Người Thương của anh. Có hát được câu nào không? Dạ hát được ạ. Hát mọi người luôn. Đừng có cười em nhé. Rồi, lại một câu Về Đâu Mái Tóc Người Thương. Mọi người dạ. Cùng chấm điểm nha. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xoa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Dạ em hát dở lắm, ngồi nó hơi run đấy anh ạ. Ngồi dạ. Dạ. Hạnh phúc bên gia đình nha. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Ơi, xin chào gia đình. Dạ dạ, em chào anh ạ, chào khán giả. Mọi người ơi, nhớ là xem bài hát của Lê mới phát hành nhé. Đó là bài Những Đồi Hoa Sim. Bây giờ Lê sẽ mời một bạn nữa. Dạ, alo. Chào em. À, vâng, em xin chào anh Quang Lê cùng với tất cả mọi người đang xem livestream của anh. Dạ vâng, em tên là Bình, em ở Hà Tĩnh ạ. Nhưng mà hiện tại em đã ở Hàn Quốc ạ. Bên đó trời đang rét hay sao em? À, hiện tại thời tiết ở đây vẫn đang lạnh anh. Cảm ơn em. Nhưng mà đây là lần đầu tiên em được nói chuyện trực tiếp với anh, đúng là thật là may mắn. Có điều gì nói thì cứ nói đi. Bây giờ anh em mình có thể sóng cao bài được không nhỉ? Cô hàng xóm nhé. Dạ vâng, cô hàng xóm. Em đang run rẩy đúng không? Dạ vâng, em hơi run. Rồi anh hát trước nha. Dạ vâng. Vùng ngoài phố tôi có căn phòng, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Nhà bên em sống trong giàu sang, quen gấm nhung đại trang, đi về sẽ đón đưa. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, tôi với cây đàn âm thầm thở than, và cô nàng bên xóm mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quen. Cảm ơn em nhiều nhé. Dạ vâng, em cũng cảm ơn anh nhiều. Hôm nay là coi như là Dương Thịnh Âm Suy lên mời một người con gái nhá. Không biết đây là người con gái hay là một chị nữa. Chào em. Dạ, Lê chào chào chị. Chị là lớn hơn em hay là em lớn hơn chị vậy? Chị lớn hơn chứ, chị năm nay 51 mà. Trời vậy là trẻ đó. Chị 71 là chị lớn hơn em 8 tuổi mà chị trẻ mắng à. Chị đang ở chỗ mô. Chị ở Gia Lai. Dạ, ở ngoài đó thời tiết cũng đang mát hả chị? À, mát em. Trời, có cô con gái dễ thương quá. À, rất là hâm mộ em nhưng mà lên rồi không biết đừng nói gì hết. Thực sự không nói thì ca câu tặng mọi người đi, mọi người đang chờ đó. Như là bà con đường xin đi cũng được. Con đường xưa em đi, vàn lên mái tóc thề, ngõ hồn dần tái tê. Anh làm thơ vu quy, hay
quá. Đường lăng gây chuyện tình ta đã hay quá. Chào hai mẹ con nhé. Cảm ơn em. Con chào chú. Ừ, bye bye hai mẹ con. Ừ. Mời một người khách mà không chịu lên thì mình lại mời một người khác nha. Mời Cường Audio. Em chào anh Lê. Ừ, anh chào em. Ừ, anh chào em. Dạ. Chúc anh thật nhiều sức khỏe, thật nhiều năng lượng để có nhiều sản phẩm đến với khán giả yêu mến. Em là một người rất đam mê giọng hát của anh. Lần sau em toàn loa này anh này. Giọng hát của anh ở trên những đôi loa tai nôi này thật tuyệt vời. Em yêu mến giọng hát của anh vô cùng. Từ những cái bài Sương Trắng Miền Quê Ngoại. Đó, từ những cái bài Thương Về Miền Trung. Nghe nó tình cảm tha thiết lắm. Em là Cường, là Ninh Bình. Xin chào cả nhà. Em có một lần được xem anh trực tiếp ở sân vận động Ninh Bình, có chị Cao Kỳ Duyên làm MC. Và em có mua đĩa của anh. Em có mua đĩa của anh và anh trực tiếp ký cho em. Em vẫn nhớ. Dạ. Cường nhiều nhá. Dạ. Rồi, dạ. Chúc tôi vui vẻ nhá. Dạ. Cảm ơn mọi người. Bây giờ là Lê xin mời một người nữa. Gia Huy Nguyễn hả? Dạ, chào chú. Tuần trước con có nói chuyện dạ, với chú dạ. Không? Dạ có. Con cũng nghĩ tuần nào con lên tiếp. Nhưng mà lần nào con đỡ đâu hơn lần trước. Coi bài những đồ qua xin của chú chưa? Dạ rồi. Con tôi là 2-3 lần ngay không mà. Ừ, cảm ơn con. Bài đó ừ. Là chú thích lắm á. Mai có đi học không con? Dạ có, 12 rưỡi con học tới 5 rưỡi. Ok, cảm ơn con nha. Giờ mình nhường xong cho dạ. Người. Dạ. Dạ gặp dạ, xong. Lê sẽ mời một người khác. Em chào anh Lê ạ. Ừ, anh chào em, cái mặt đâu không cho mọi người thấy gì hết. À, anh hát tặng em một câu nha. Những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim, tím chiều hoang biển biệt. Tặng em nhá. Dạ, em cảm ơn. Ừ. Vợ con gì chưa? Dạ chưa, còn ít tuổi lắm. Dạ. Năm nay là bao nhiêu dạ. Rồi em? À, năm nay là em sinh năm 97, năm nay em 24 tuổi. 24 tuổi còn trẻ tráng. Đã trẻ lắm. Nhớ giữ cho trẻ trung nha. Đừng có để cho dạ. Phong trần quá nha. Dạ, em cảm ơn đây ạ. Ừ. Dạ, chào cảm ơn em. Rồi em chào mọi người đi nha. Dạ chào mọi người ạ. Ừ. Con sẽ mời thêm một người nữa. Mấy cô con gái làm như là bị lên nói chuyện hình như bị mắc cỡ hay sao á. Alo, em chào anh Lê. Sao lại hình là một người con gái mà là một người con trai? Em để hình của vợ em đấy. Yeah hả? Yeah. Anh đang bán gì vậy? Ờ, em đang bán hàng ở siêu thị anh ấy. À dạ. Mấy giờ siêu thị đóng cửa anh? Ừ, em ở bên này bên ngay mà. Ở bên này chừng chưa mới có mấy một chút nữa hả? Em ở chỗ nào vậy trời? Em đang ở Trinidad, An Tobago. Là ở đâu ta? Ở Nam Mỹ. Cái tiền nó khác lắm, cho anh coi cái tờ tiền coi. Tờ tiền của nó vậy đấy. À, cái tờ tiền này nước nào vậy trời, tôi chưa bao giờ thấy luôn. Ở Trinidad, An Tobago à. Chile đúng không? Là bên Nam Mỹ đúng không? Dạ, ở Nam Mỹ anh ạ. À. Ở Nam Mỹ. Cái gì xa vậy trời? Ở bên đó là người ta nói tiếng Tây Ban Nha đúng không? Ở đây nói tiếng Anh, trong tiếng Anh về tiếng Tây Ban Nha anh ạ. À. Đa số tiếng Tây Ban Nha nhiều. Ồ, là ở Chile xa lắm cơ. Thế là em qua đó lâu chưa? Em qua đây được 6 năm rồi anh ơi. Biết tiếng Tây Ban Nha không? Không, tiếng Tây Ban Nha thì em biết được nhiều nhân những... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hola, señor. ¿Cómo está? Chào buổi tối là buena noche. Ồ, hôm nào anh lấy bay cho em một câu với. Gracias là cảm ơn. À, yeah, gracias. Te amo là tôi yêu em. Mi amo. Mi amo là người tình. Corazón là gọi là corazón là giống như là trái tim ngọt người yêu vậy đó. So, hola mi amor. hola corazón là chào người yêu. Hay là hola thôi là xin chào. Adios là bye bye. Ôi, có một người đang nói chuyện người mà ở rất là xa luôn. Sao sóng yếu rồi kìa. Hay. Rồi, sóng bị yếu rồi. Xin lỗi, Lê sẽ mời một bạn khác nè. Có người khắp nơi trên thế giới luôn. Ồ, vui quá. Hồi nãy giờ là Quang Lê nói tiếng Tây Ban Nha đó.
Nói chung lại là hồi lúc ở nhỏ ở bên Mỹ là hàng xóm là người Tây Ban Nha. Hello. Em chào anh. Em ở phương nào? Em ở Hà Nội. Ôi giời, hương nail nữa. Vâng, em làm nail ạ. Hôm nào làm móng cho anh Lê. Vâng, hôm nào về Hà Nội đi rồi em làm móng cho anh. Lần đầu tiên được nói chuyện với em, hâm mộ anh từ ngày em còn bé tí á. Năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 30 tuổi. Thế là em làm móng, mai cũng đi làm chứ hả? Vâng. Có bao giờ đi xem anh Lê hát ở ngoài Hà Nội chưa? Em chưa được xem anh trực tiếp bao giờ cả. Vậy hôm nay em mới được lên đây để nói chuyện với cả anh. Nhưng mà cái cảm giác của em khi mà ngồi ở nhà xem anh Lê nói chuyện với những người khác, em có thích cái cảm giác như thế không? Có chứ, buổi chiều em ở cửa hàng em vẫn hay mở nhạc của anh nghe suốt à. Ngày xưa em xem anh phải cách từ ngày em vẫn 10 tuổi, lúc em 10 tuổi em đã xem anh hát rồi. Cảm ơn em, đây là một người fan cứng 20 năm rồi đấy. Cảm ơn em. Dạ anh chào. Vâng ạ. Vâng, em chào anh ạ. Bye bye mọi người. Mọi người ơi, Quang Lê nghĩ là bây giờ cũng là khuya rồi đúng không? Xin cảm ơn mọi người nha. Xin hẹn quý vị vào chủ nhật tuần tới nha. Con Lê sẽ duy trì cứ mỗi tuần kia mình nói chuyện, mình mời mọi người lên. Cho nên ai mà hát hay, tuần tới có thể chuẩn bị một bài ca rất, rất là hay mà con Lê sẽ mời lên đây để hát nhé. Hoặc là có thể là inbox cho Quang Lê nói là tuần tới muốn lên sóng và hát một bài với anh Lê. Cảm ơn mọi người nhiều nhé. Và chúc mọi người một giấc ngủ thật bình an và ngày mai thức dậy đầy năng lượng và bắt đầu ngày mới. Nếu như mà ai chưa xem bài hát Những Đồi Hoa Sim thì hãy gõ vào Những Đồi Hoa Sim Quang Lê để nghe và subscribe kênh giùm Lê nhé. Còn ai mà muốn xem cái đời thường của Quang Lê đó thì hãy tìm đến kênh Quang Lê Lifestyle. Quang Lê Lifestyle là những cái video giống như là Quang Lê ăn cua Cà Mau nè, Quang Lê với cô Cao Thái Hà nè, Quang Lê vừa sắp cưới này nọ đi vậy đó quý vị nhé. Good night mọi người.